Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký, cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 3 token NFT đến từ sàn Elon Musk. Thì để tham gia ngày hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video để start support nha. Rồi, các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi, các bạn lướt cấp xa. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn xem qua website nữa nè. Bỏ qua các bạn không xem thì bạn bấm vào đi reward anh ấy nè, rồi bấm vào zone này drop luôn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone kênh chat kênh seller nè, bấm drop đây nè, zone tiếp kênh seller nè, rồi bấm drop đây nè, rồi bấm zone này drop. Thank you deep team. Sau khi các bạn join xong thì các bạn bắt đặt lại kênh Telegram của tất cả bạn. Các bạn vào setting. Các bạn nhập username, copy link username mình. Sau khi các bạn copy xong thì các bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Đó, đó. Rồi tiếp tục follow tại Twitter nè. Copy hashtag này nha tất cả các bạn. Phan các bạn. Bạn chạy xíu cho bạn sao chép đó đi. Rồi trên tờ Twitter thì bạn follow tờ Twitter nè, các bạn theo dõi các bạn, rồi bạn bắt đập lên nè, rồi các bạn nhấp vào đây click like và tờ tweet nè, bạn like nè, các bạn kích dẫn cho tờ tweet nè, các bạn dán hashtag vào nè, để tăng ba người bạn mình vào nè, bạn tờ tweet lại nè, sau đó nó yêu cầu gửi data. Sau đó các bạn bấm vào AD fanpage nè, các bạn theo dõi nó luôn nè, bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho tao quýt cái nữa luôn đi. Rồi các bạn tao quýt được cũng được luôn. Tắt lại nè, rồi các bạn đập lên nè, rồi nó kêu gì nè, send đường link account Twitter của mình nè, thì mình gọi là mở tờ Twitter của mình ra nha các bạn. Bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ, rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gọi là chatbot nè. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với RC20 trên giấy chocolate nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nè. Ethereum nè, các bạn sẽ chép địa chỉ giấy mình nè các bạn. Gọi là chatbot nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào Mi sẽ tiếp cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok các bạn, gì lấy đăng ký và chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.